nhà ở khu dân cư. Bán tải đi vô tới nơi. Đó. Đất khu dân cư này. Nhà ở phía trước đây. Đó. Và đường này đi ra ngoài cái mặt đường liên xã chỉ có 100 mét nữa là ra mặt đường liên xã, chỗ đây khu dân cư người ta ở xung quanh đấy hết quý anh chị. Ở đây là tổng diện tích 563 em Nga gửi đến quý anh chị, có nhà cửa ở gần ngay khu dân cư Đông Đức và cách quốc lộ 14A khoảng chừng 500 mét nha. Với giá chỉ coi là 430 triệu cả lô. Cả lô 563 này chỉ với 430 triệu được bao sang tên bìa. Đất của mình ra ngoài quốc lộ 14A chưa tới 1 km, ra tới chợ và các tiện ích trong vòng khoảng chừng 2 km. Nhà mình đã có giếng nước và điện nha. Ở đây là cái chất đất cát pha đen, đất thịt ạ. Với cái giá tài chính thấp như thế này, tổng 563 với giá 430 triệu được bao sang tên, quý anh chị mua cái lô này vô về trồng dâu tằm để nuôi thì cho thu nhập nhanh, nhanh lại vốn nha.